Ở tại Việt Nam trước 1975, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có hai trường sĩ quan. Trường thứ nhất mà Xuân Phương vẫn còn nhớ đó là trường sĩ quan ở Đà Lạt, và một trường nữa đó là trường sĩ quan Thủ Đức. Thì hình như Xuân Phương được biết ở Houston có một hội sĩ quan Thủ Đức phải không chị Hiền? Dạ đúng vậy rồi, thì Hội Sĩ quan Thủ Đức là một trong những nơi trước năm 75 đã đào tạo những sĩ quan rất là chỉ huy, anh hùng chỉ huy cho hầu hết 2 phần 3 của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và hiện nay thì ở Houston chúng ta có Hội Sĩ quan Thủ Đức đã được thành lập 29 năm và có trên 1.000 hội viên. Thì hôm nay chương trình rất là hân hạnh được có sự tham gia đóng góp của anh hội đương kim hội trưởng Hội Sĩ quan Thủ Đức. Anh đã từng là một chiến sĩ oai hùng trong thời chiến và một ca sĩ lãng mạn trong thời bình. Và hôm nay chúng tôi xin rất hân hạnh mời anh Bùi Ngọc Lân hôm nay giới thiệu gửi đến quý vị nhạc phẩm Kẻ ở miền xa của nhạc sĩ Trúc Phương. Xin kính mời. Cảm ơn. Đêm nằm miền xa.